Phùng Mai chúc chào bông, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay em được khoảng 4 cây đại lộc gốc bứng cả nhà. Thì cái cây này nó đã có mặt hoa rồi, đây là chuẩn hoa nha cả nhà. Đây là hoa đại lộc, hoa rất là đẹp, rất là to luôn. À, cả nhà nhìn thấy cái này là chuẩn hoa rồi nha. Nụ nần luôn. Thì cái này thì nó cũng đang ra đọt cả nhà. Nó đang ra đọt, cái này về để già chúng ta mới lấy bo được nha. Nó cây này nó có một cái đuôi cả nhà. Bộ rễ của nó đây. Sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái đuôi ở trên nó cũng có được một mắt bo ha. Rồi đây. Đó, cây như thế này nha cả nhà. Cái này thì chuẩn hoa rồi cả nhà. Nó chuẩn hoa rồi, đây nè, hoa nó nở nè, hoa rất là to ha. Cái này em quay ban đêm cho nên nhìn cái màu nó hơi bị chói nha cả nhà. Rồi đây là cây mã số 1. Cây này nó có cái chiều cao là 26. Cái này là dáng bay nha, dáng bay nha cả nhà. Hoành là 12. Rồi, cây mã số 1 này em bán với giá là 550.000 nha, cái đại lộc nha cả nhà. Rồi xoay một vòng giùm chị. Rồi cây đại lộc nè, cây này là đại lộc chuẩn bông nha cả nhà. Cây này có giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Cái này về để già chút xíu là chúng ta lấy bo được nha cả nhà. Đây là cây đại lộc, cây số 1 là cây đại lộc bông chuẩn luôn cả nhà, 550.000 bao ship tới nhà luôn nha. Nếu ai thích thì xin hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 hoặc là số điện thoại 0947873959 nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây mã số 2, cũng là một cây đại lộc cả nhà. Đó, hàng này thì Tết là do em không có đơn cho nên là nụ còn rất là nhiều nè. Cái này về chúng ta để về để hoa cũng được ha. Lá nó không có được đẹp cả nhà, lý do là hàng không có đơn nha. Đó, em lấy cái này nụ cũng ngú nè, nó bị cái đó nó bị dẹp rồi. Đó, đây. Cái bộ rễ cây này rất là đẹp cả nhà. Cây số 2 này nó cái chiều cao là 45, hoành là 12 ha. Cây này ghép được hai mắt bo, cành nhánh rất là cứng cáp rồi cả nhà. Rồi, cây mã số 2 này em bán với 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đó, cái này về có nụ luôn, chơi nụ luôn nha. Rồi, quay giùm chị cái. Rồi, cây mã số 2 này nó có chiều cao là 45 nha cả nhà. Cái hoành là 12, 12 là em đo phần trên nha, còn cái cũ em không có đo ha. Cây này cũng giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 3, cũng là một cây đại lộc nha cả nhà. Đây là cây đại lộc gốc nhớt nha, nó đã liền cốt 100% rồi cả nhà. Đó, đây, đã uống thân giữa luôn ha. Thì cái này ra đậu chưa có nhiều lắm, lý do là cái này hàng đôn nè, cây này có đôn nè, cây này là gốc nhớt, cái bộ rễ cũng rất là đẹp nha. Thì cây này em bán với giá là 350.000 cả nhà, cao là 46 nha, hoành thì khoảng 6-7 gì đó. Rồi đây, cây mã số 3 cũng là một cây đại lộc liền cốt nha cả nhà, 350.000 bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, xây một vòng giùm chị hai. Rồi đây, cây mã số 3 này giá 350.000 bao ship, đó là cây đại lộc luôn nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây mã số 4. Một cây số 4 là một cây cũ tuyệt vời đẹp cả nhà. Nó cũng là một cây đại lộc nha. Một cây đại lộc, cái này là không có em không có đôn lại cho nên vẫn còn nụ nè cả nhà. Đó. Cái này về chúng ta lấy bo xong rồi đôn lại nuôi nha. Cái cũ này đẹp cực kỳ cả nhà. Cây này nó có cái hoành là 13, cao là 52 cả nhà. Cái cũ nó nè, này nó đã thân chậu hết rồi nè cả nhà. Nó em dỡ ra luôn nè, khi gửi thì chắc không có gửi cái chậu nha cả nhà. Em sẽ bó để bảo vệ cái bầu phân á. Đó, cây này cái cũ cực kỳ bự nè. Em chỉ đo phần trên đây là hoành 13 thôi, còn dưới đây là em không có đo nha. Rồi, cây này nó đang có búp luôn ha. Rồi, cây mã số này, số 4 này em bán với giá là 550.000 bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, quay một vòng nha. Quay một vòng giúp chị ha. Rồi, 550.000 em bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây mã số 5. Một cây mã số 5 đó chính là một cây cúc 150 cánh nha. Cúc 150 cánh nha cả nhà. Với một cái bộ cũ cực to. Đó. Cái này hoành là 10 đâu rồi. Hoành là 16 cả nhà. Là đo đây 16 ha, này là dáng bay nha, ghép được 3 mắt bo. Nó có nụ luôn rồi nha. Đó, cái này về chúng ta lấy bo vô tư thoải mái luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, cành cốt cứng ngắc luôn nha, có nụ luôn cả nhà. Bộ rễ cũng rất là đẹp ha. Thì cái này nó có cái hoành là 16. Cây này là cây mã số 5. Rồi, đây, cây cúc 150 cánh này em bán với giá là 600.000, em sẽ bao ship cho cả nhà luôn nha. Cái này về chúng ta lấy bo vô tư thoải mái luôn cả nhà. Có nụ luôn, muốn chơi thì để hoa để biết chơi hoa luôn ha. Rồi, cây này là mã số 5, giá 600.000 bao phí vận chuyển, đó là một cây cúc 150 nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây mã số 6. Đây là tới cái giống tư long đúng không em? Dạ. Rồi, giống tư long thì em sẽ cho cả nhà mình xem cái mặt hoa của tư long cả nhà.
À, cái này hoa nó cũng sắp tàn rồi, nhưng mà em cũng muốn giới thiệu với cả nhà cho chúng ta biết cái mặt hoa thì tối nó hơi chói nha cả nhà. À, cúc chu long nó nổi tiếng là cái bông bự, bông nó khoảng 3 đến 4 ngón tay cả nhà. Tuy nhiên là cái này là cây ốp nhớt nhỏ, nó chưa đủ sức, với lại nó nở bông gió đó, cho nên là nó không có được đẹp lắm. Tuy nhiên là cái giống mai này cực kỳ đẹp cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ quay tiếp tục là cây mã số 6 nha. Đó là một cây cúc chu long hình nơm, để nơm nha cả nhà. À, cái loại này thì em để cành nhánh rất là dài cả nhà. Nó cái chiều cao của nó thì khoảng 48 luôn, hoành là 19 ha. Thì cây này em bán với giá là 390.000 cả nhà. Em bao ship cho cả nhà luôn nha. Rồi, quay một vòng giùm chị. Cây này cây mã số mấy? Mã số 6, giá 390 nha, cây cúc 4 lông nha cả nhà, bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đó, rồi tiếp tục là cây mã số 7. À, vẫn là một cây cúc tu long, một cái đế cực kỳ đẹp. Đó, cả nhà nhìn thấy cái đế cực kỳ đẹp nha. Đó, em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đế cực kỳ đẹp. Cái này thì ghép được hai ngóc bo. Đó, cái này ai thích giống cúc tu long thì chúng ta lấy những cái cây này về là lấy bo vô tư luôn cả nhà. Lấy bo vô tư thoải mái luôn nha. Rồi, em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem đây. Rồi, cây mã số 7 này em bán với giá là 390 luôn nha cả nhà. À, cái này về chúng ta lấy bo. À, sau đó chúng ta nuôi lại thì Tết sẽ có một cái cây bonsai rễ đẹp để chơi Tết rất là ok luôn nha. Tại vì thường cây gốc nhớt nó nhỏ là em bán đã giá 80 rồi cả nhà. Còn cây này chỉ giá 390, thật sự rất là rẻ, cho nên mọi người thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 8. Đây, cây mã số 8 cực kỳ dễ thương nha cả nhà. Đó, rễ đẹp quá trời luôn nè. Đó, lô này rễ đẹp nha. À, cây này ghép được 2 mắt bo nè. Đó, cái này lấy bo được hết rồi cả nhà. Em để em không có bấm luôn, để dài hòn lòn cho mọi người lấy bo luôn. Cây này nó có hoành là 10, cao là 56 nha. Thì cây này, cây mã số 8 này bán với giá 350 thôi, bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi, quay một vòng. Số 8 giá 350.000 bao ship nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 9 nè. Rồi, cây mã số 9 là một cây đế rễ quái nha. Đó cả nhà, rễ cực kỳ quái, có ghép bên đây một bát bo nữa nè, còn bên đây một bát bo nữa ha. Rồi đây, em sẽ quay tổng thể cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi, cây này cây mã số mấy? Số 9 nè. Số 9. À, hoành là nhiêu? Hoành là nhiêu em? Hoành là 9. Hoành là 9, cao là 33 nha cả nhà. Cây này vô tư thoải mái luôn, có nụ luôn nè. Ai thích thì để có nụ chơi luôn ha. Rồi lấy bo vô tư luôn nha. Cây mã số 9 này em bán với giá là 420 nha. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi và tiếp tục là cây mã số 10. Rồi, cây mã số 10 là một cây cũ to nha cả nhà, cũng là một cây cúc tư long ha. Cái bộ đế này cực kỳ to. À, hoành của nó là 13. À đây, này là dáng thú nha. Đó, dáng thú nó ngồi y như con vượn luôn á. À, cao là 47, cây này ghép được 2 mét bo. Nói chung cái này xum xuê hết rồi cả nhà, lấy bo vô tư luôn. Rồi quay một vòng. Rồi, cây mã số 10 này em bán với giá là 520.000, sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Chỉ có 520 bao ship nha cả nhà. Nên là ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. À, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi kênh YouTube ạ. Và hãy cùng em bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới lạ và nhiều giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha cả nhà. À, xin cảm ơn cả nhà.